là con vô xem thì con thấy sao ngồi cái thế kỳ lạ này, không biết tôn trọng người nhìn gì đó. Để trên đây bàn, con định chửi rồi mà nghĩ là con lại xem thêm xíu nữa đã. Rồi thì ra là bạn giơ tay lên. Khi con hiểu ra vấn đề thì lúc cái cảm xúc con sao? Dạ con hiểu ra vấn đề thì cũng thấy thương mà đấy. Nhưng mà có một cái sự khúc gì á mà ngày nào con phải vô xem cũng được. Hôm đó thì anh mới nói là sao kết bạn Facebook chưa thấy con xác nhận. Có một số em con kêu chờ em còn chưa được xác nhận sao anh xác nhận được. Con mới vô xác nhận hết một lượt. Rồi bắt đầu thì anh cũng nhắn tin như con nói chuyện như là rủ chơi game. Rủ con chơi game, con nói là lúc đó cũng đang buồn buồn thôi chơi game cũng được. Và chính thức bắt đầu quen rồi trong vòng 2 tháng á. Lúc mà anh về nước là anh thư chuyện với ba mẹ liền luôn. Con không nghĩ là nhanh như vậy. Sau đó là anh chủ động, anh nói anh nắm tay anh hoàng qua không. Thì con cũng cứ tủm tỉm con cười, con nói vậy anh nói là sao ở trên nói chuyện mạnh dạng không mà sao xuống đây nó yêu thương. Lúc con gặp ảnh con còn nghĩ giới tính ảnh có vấn đề. Tại sao? Dạ tại vì ảnh kiểu như cái cốt cách ảnh nhẹ nhàng lắm, nhìn như công tử bồn mà kiểu nhẹ nhàng thức tha. Con nói thôi chết rồi, có bị quá hình không ta. Nhưng mà tự nhiên nhẹ dữ vậy. Vậy luôn á. Dạ ảnh thì xác định rồi á, nhưng mà con thì kiểu như thôi quen tới đâu tới được 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 thôi kiểu vậy đó. Cái con có chút tâm đó nhiều. Hai nhà ta ở nhưng mà là có ở chung phòng không hay là ở khác phòng? Ở chung phòng chứ. Ở chung phòng chứ. Con tên là Tường Vi, sinh năm 1995, con sinh sống ở Đà Lạt. Hiện tại thì con đang là kinh doanh mỹ phẩm. Hot TikToker đó. Rồi, giờ mời con. Dạ, con tên là Nguyễn Tấn Việt, sinh năm 1995. Hiện tại con đang sống ở Đà Lạt, con cũng đang kinh doanh chung với vợ. Hai đứa cơ duyên nào mà gặp nhau? Con thì ngoài TikTok ra thì con còn có làm một idol livestream, một cái app khác nữa. Từ lúc đầu con vô xem thì con thấy sao ngồi cái thế kỳ lạ này, không biết tôn trọng người nhìn gì đó. Để trên đây bàn, con định chửi rồi mà nghĩ là con để xem thêm xíu nữa đã. Rồi thì ra là bạn giơ tay lên. Khi con hiểu ra vấn đề thì lúc cái cảm xúc con sao? Dạ con hiểu ra vấn đề thì cũng thấy thương mà đấy. Nhưng mà có một cái sự khúc gì á mà ngày nào con phải vô xem cũng được. Câu hỏi này nó hơi tế nhiễu xíu, là cái tay của con đó là bị từ nhỏ đúng không? Bẩm sinh đúng không? Con bị lúc con 5-6 tuổi và bị sốt đó con. Bị sốt đúng không? Tôi không nghĩ là tay con bây giờ là không có cầm nắm được luôn. Dạ đúng rồi, bàn tay con yếu lắm, nhỏ xíu mà yếu ớt lắm. Rồi bây giờ con sử dụng điện thoại thì sao? Thì con để trên tay, trong tay này con chọt được. Vì con chọt vậy thôi. Thì nó vẫn cảm ứng. Bình thường ở nhà thì sử dụng chân. Hỏi tiếp bạn chồng á, lúc đó con đang làm gì mà con coi livestream? Dạ lúc trước á con ở bên Nhật, con xem chắc cũng tầm 2-3 tuần gì đó. Chung là không vắng mặt giờ nào. Thì con thấy ảnh vô thì con nghĩ là ảnh cũng giống như bao người khác là vô xem con vì yêu mến thôi. Và tặng quà cho con thôi. Hôm đó thì ảnh mới nói là sao kết bạn Facebook chưa thấy con xác nhận. Có một số em con kêu chờ em còn chưa được xác nhận sao anh xác nhận được. Con mới vô xác nhận hết một lượt. Rồi bắt đầu thì ảnh cũng nhắn tin cho con nói chuyện như là rủ chơi game. Rủ con chơi game, con nói là lúc đó cũng đang buồn buồn thôi chơi game cũng được. Chơi game thì hai đứa nói chuyện qua lại. Tầm 2 tháng giống như là ảnh lúc đó ảnh nói là ảnh có thích con rồi nhưng mà ảnh không xác nhận được. Ủa lúc đó là việc là đã về Việt Nam chưa? Dạ chưa. Ảnh nghĩ là hai đứa nói chuyện online với nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bao lâu con mới về Việt Nam, bao lâu hai đứa tụi con mới gặp nhau ngoài đời? Hồi con về tháng 12. Con bắt đầu coi livestream là từ tháng 7. Khi mà ảnh xác định là ảnh tỏ tình với con rồi. Và chính thức bắt đầu quen rồi trong vòng 2 tháng á. Lúc mà ảnh về nước là ảnh thư chuyện với ba mẹ liền luôn. Con không nghĩ là nhanh như vậy. Con nói thử coi cái cảm xúc của con khi mà con gặp bạn này ngoài đời á, nó như thế nào? Dạ, lúc con gặp vợ con ngoài đời á, ở cái la nhìn kiểu như là to lớn. Để xét màn hình điện thoại á, lúc ra ngoài con gặp á, bạn rất là nhỏ. Cảm giác được phải người phải bao chở, che chở, bảo bọc đúng không? Dạ, đúng rồi. Con không hiểu sao tự nhiên gặp con bị rung á. Ấy là ủa sao tự nhiên run ghê, bị ngại luôn, xong rồi khiến cho ảnh ngại theo luôn. Cái vô con cũng cứ cười cười, con không nói gì hết. Thế là ảnh bắt đầu cũng hơi ngại, sau đó là ảnh chủ động, ảnh nói nắm tay ảnh hoàng qua không. Thì con cũng cứ tủm tỉm con cười, con nói vậy ảnh nói là sao ở trên nói chuyện mạnh dạng không mà sao xuống đây nó yêu thương. Cái cảm giác mà lần đầu tiên mà Việt chạm vào cái đôi tay của bạn gái mình, dạ đó như thế nào? Cảm giác đó, nó mát. Nó mát. Nó mềm mềm và cảm giác kiểu như là mình muốn nắm luôn á. Cưng cưng á, nó cưng cưng á đúng không? Dạ đúng rồi. Đôi tay giống như em bé vậy đó. Lúc con gặp ảnh con còn nghĩ giới tính ảnh có vấn đề. Tại sao? Dạ tại vì ảnh kiểu như cái cốt cách ảnh nhẹ nhàng lắm, nhìn như công tử bồn mà kiểu nhẹ nhàng thướt tha lắm. Cô nói thôi chết rồi, có bị có hình không ta. Mà tự nhiên nhẹ dữ vậy. Vậy luôn á. Dạ ảnh thì xác định rồi á, nhưng mà con thì kiểu như thôi quen tới đâu tới được 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 thôi kiểu vậy đó. Cái con có chút tâm đó nhiều. Rồi cái thời gian mà con về Đà Lạt thì có tranh thủ coi như là qua nhà vợ ở ké không? Dạ có. Có luôn hả? Mới đầu là ở nhà em gái. Rồi cái nhà em gái ở gần nhà vợ. Rồi cái là qua nhà vợ mà ở nhà vợ hồi nào không hay luôn. Tức là hai vợ chồng bây giờ là ở với mẹ. Dạ đúng rồi. Nó nghe nè, qua nhà ta ở nhưng mà là có ở chung phòng không hay là ở khác phòng? Dạ chung phòng chứ. Ở chung phòng chứ. Dạ thì vô nhà thì chào chủ nhà trước xong. Xin phép lên phòng chơi.
ngày đầu tiên thì không giống ngủ lại, nhưng mà ngày thứ hai thì mạnh dạn hơn. Ngày đầu chưa lên sao đầu về mẹ con đâu có ưa đâu. Mẹ con kiểu như là không ưa ở đây, không phải là ghét bỏ gì, nhưng mà ý là mẹ con kiểu làm như vậy là sợ con gặp người không có tốt quá, thì để coi thử như thế nào á. Cái lúc mà lần đầu mà gọi là tiếp xúc như vậy xong rồi á, là con có phá tan liền cái sự nghi ngờ là ý có khi nào mà lộn giới tính không ta không? Dạ vẫn cứ nói là chết xong mà nó cứ kỳ kỳ nha, tại cứ nhẹ nhàng kiểu nó thức tha lắm kìa. Con thấy cách đây con nhìn người nó nói tôi tiêu rồi ta, tôi nói kỳ kỳ. Nói chung là xác định rồi, nhưng mà do nhìn cốt cách nên là cũng nghi. Nghi là con nói là có lấy tôi làm bức bình phong. Tụi con quen nhau bao lâu rồi mới cưới? Dạ tụi con quen gần 2 năm. Rồi giờ như vậy là coi như mới cưới nhau. Yeah. Nhưng mà thực ra là đã ở chung với nhau là 2 năm rồi. Yeah. Thì trong cái thời gian mà ở chung với nhau á, con có phát hiện gì, những cái tật nào của bé Trinh á mà con bị bất ngờ? Ví dụ như là dữ nè, hay là hay ăn hiếp con nè. Dạ không à. Hiện tại thì... Nhiều không con? Dạ không có. Em thấy nó lén lúc nó nhìn. Dạ này cơ. Dạ thật xấu thì dạ. 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 Thì nói cứ gì? Nói cho cô. Con nói đi. Con cứ mạnh dạn con nói đi. Hiện tại con ở với vợ con 2 năm thì cũng chưa có phát hiện thật xấu gì. Làm gì không có. Trời ơi con đó. Rồi á, khổ ghê, thôi để con nói cho. Nói gì? Ý là lên đây hơi bị khớp. Là tính con nóng ở đây á là khi mà con thật sự giận lên thôi là con bị chọc, là bị ông kiếm chuyện. Còn bình thường thì con không có gì hết. Còn tại sao anh nói là suốt hai ở với con gần 2 năm nay mà con không có tính xấu thì thật sự là đúng là con không có thật. Và khi con có một cái gì đấy thì đều là phía bên mày gây ra khiến cho con phải như vậy. Ví dụ như là con đang bình thường cứ tối ngày chọc con phải nổi điên lên con chửi. Nói chung là tất cả những cái người mà ấy đều biện hộ cho bản thân mình là tại vậy con mới vậy, tại nọ con mới kia. Cái chứ đó còn... là người ta nói cho chính mình, thấy không? Còn cái này là cái đối phương phải nói. Thôi con mặt nó kìa. Có gọn gàng không? Dạ có, trong phòng thì bạn gọn. Trong phòng thôi đúng không? Nó hố này, nó hố chữ trong phòng, còn ngoài phòng thì ngoài sao? Phòng sao? Không có nhìn. Nhìn nữa, nó nhìn nữa kìa con. Trời ơi, nói đi, cứ nhìn qua đây làm gì? Đó, thấy không? Nó gọi là vợ con đối với con rất tốt, không có gì. Nó không có tật xấu gì luôn. Dạ không. Ờ, con không mong muốn vợ con thay đổi điều gì hết. Dạ không. Không luôn. Dạ. Thôi giờ tới bé Vi đi. Ảnh thì tật xấu gì nhiều. Con không khui đấy, kêu người ta khui đó. Ảnh có cái tật là gây chuyện ấy. Thì cứ nhiều khi chuyện cũng không đáng đâu. Gây bánh chành lên. Là con lớn như là giống như là muốn á hả, hai đứa là có một lần nhớ là giống như gây banh luôn, muốn và con nó là đợt đó muốn đứt luôn rồi đó, con cho đứt luôn. Trời mưa là ông cũng cuốn đồ đâm trên phòng nha, ông hốt hết đồ, con tưởng là thôi đi cho đi chứ con cũng mệt, đúng không? Con có rất là bình tĩnh, con lo cho nhóc quá hả, xúc miệng rửa mặt, con không nói ràng gì hết, con nói bây giờ muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra đi chứ đừng có làm kiểu đó. Xong rồi ông cũng rầm nói quá mệt mỏi rồi này kia, cái ai làm gì mấy người mệt mỏi, không hề làm cái gì mà mệt mỏi, người mệt mỏi là tôi. Nó là giờ chịu hết nổi rồi thì tụi luôn hết làm thấy ghê lắm. Rồi xách xe thì cũng đi, con nghĩ ổng xách đồ ổng đi. Nhưng mà tới lúc mà con vô thì con thấy ủa sao đồ để bên phòng bên kia, tại vì nhà nó không. Ủa sao gom đồ để ở đây chi vậy ta? Ổng đi đâu rồi, về nhà ổng ngủ ngon ngơ rồi cô. Không có suy nghĩ đâu. Con thì con đây cũng tức quá, con nói chuyện với nhỏ em chơi chung con á, thức đâu tới 2-3 giờ sáng tức khóc vậy đó. Đó, mình đâu có làm gì đâu, tự nhiên ổng vậy, ổng về ổng ngủ, ổng đổi mật khẩu Facebook lúc đó ổng làm gì ổng ngủ ngon ơ sáng vậy đi làm bình thường. Có chuyện gì xảy ra? Dạ xong ổng đi làm về, ổng về lại bên này cái ổng vô cơm con nấu ổng vẫn ăn. Mà có nói chuyện không? Dạ không nói chuyện, không nói chuyện gì hết. Con mới tức quá, con kêu thôi bây giờ ra đây ngồi nói chuyện cho đàng hoàng đi, là muốn cái gì rồi mình giải quyết luôn. Ổng ngồi im mà ổng nói gì hết á, ổng để mình nói trên trong khi mình cần ổng nói. Con ngủ nói đã rồi ổng kêu vậy thôi cứ quyết định gì đi. Không biết quyết định gì luôn á. Thì một lúc sau thì con lỡ con nói con bị liệu á, cái ổng ngồi con đã quay chỗ khác rồi để con bình tĩnh lại, thì con quay thấy ổng bình mỉm cười hí 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 vậy. Rồi ông nhào tới ông làm hòa á con. Lý do gì mà con lại im lặng, con không trả lời với vợ? Con đang thắc mắc luôn. Con không biết nữa, mỗi lần mà vợ con nói con chỉ im lặng thôi. Có phải là con sợ con tức giận lên con nói, và con nói ra những cái lời nó khó nghe và làm tổn thương vợ không? Để vợ con nói xong, nếu mà nói mà đúng vấn đề thì con sẽ im. Còn mà nếu nó sai thì con sẽ nói lại. Như vậy là vợ nói hoàn toàn đúng. Dạ. Mà con có khó chịu về cái việc mà con phải im lặng không? Dạ không, thì là nó đúng hết. À vậy hả, vậy là ông sai vợ hết luôn, hả? Luôn đúng. Ừ. Ở nhà là ảnh làm hết công việc hay là như thế nào? À, công việc thì hầu như là con đều làm được hết. Ví dụ có mẹ thì mẹ có thể mẹ nấu cơm, còn không có mẹ ở nhà thì là con sẽ làm hết. Nhưng mà cái tính của ảnh á, cái này muốn vợ làm. Ở đây không phải là kiểu như là muốn vợ làm là xấu, mà kiểu như là ảnh thích kiểu mèo nheo cô, là thấy vợ mình cái gì cũng làm được, cái gì cũng ok quá, là vợ ơi vợ à cái này kia,
Dạ. Thì có bao giờ mà anh hứa có hứa hẹn hảo hay gì không? Anh sẽ là đôi tay cho em. Cái khúc này thì cũng có hơi có. À, anh có đó là anh sẽ làm cho con hay thế đôi tay này kia, sau tới lúc về thì kêu con cái ủa thấy thế đôi tay đồn mà sao giờ kêu tôi làm. Luôn mà anh cũng không có hứa hẹn, cũng không có phải là miệng lưỡi ngọt ngào vậy đâu cô. Đâu thì bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì á, con nói cho anh nghe đi. Cũng gần cái điều này con mong muốn con nói hoài luôn á, là nên thay đổi cái tính, là đừng có nên cọc nên cáu hay gì hết. Rồi đặc biệt là cũng đừng kiếm chuyện vô cớ nữa đó, là suy nghĩ một cách chu đáo một chút xíu, để ý một chút xíu, chứ đừng để con nhắc hay là con nói hoài. Cái gì đôi khi con phải nhắc liên tục hết rồi con nói hoài, tại vì nếu mà như vậy hoài con sợ con nhịn không nổi nữa. Cái gì nó có giới hạn á, rồi con nóng lên thì lúc đó con bung thiệt. Mà tụi con là có em bé chưa? Dạ thì con cũng không giấu gì cô với chú là con cũng mới có. Được bao lâu rồi? Dạ, em bé mới, được bao nhiêu tháng? Mới phát hiện ra được thì em bé được gần 3 tháng. Ồ vậy hả? Ủa, nhưng mà hồi nãy con kể đó, con có mấy cái chi tiết mà con chăm cho thằng bé. Dạ cái đó là bé trai trước con nữa. À, là trước đó nữa là một bé trai. Bé nó được bây giờ là 4 tuổi rưỡi rồi. Là con hai đứa. Dạ. Dạ, bây giờ là bé thứ 2. Ồ vậy hả? Rồi bây giờ là đang có em bé nữa. Dạ. Ôi chúc mừng. Trời ơi chúc mừng tụi con nghe. Vậy mà ông bố cứ lúc nào cũng như là nhưng nít này nè đó. Ôi trời ơi. Bởi vì vợ con nói là đúng đó. Hiểu không? Con ghiền chọc vợ con hay gì? Vậy hả? Chọc bạn vui. Chọc bạn là thấy vui hả con? Mắc cười quá vậy trời. Dạ cứ thích. Thôi chọc cho vui cửa vui nhà thì không sao. Nhưng mà chọc mà để cho phát hiện ra xấu. Tức quá. Đó. Phải là lật đật dỗ. Nhưng mà y cũng không được lâu đâu, hồi đứa cũng phải sọt cái này sọt kia. Cứ cặp lên con quạ và nó là làm ơn để cho tính hiền chút xíu, đừng để riết là thành hả? Hung dữ quá ai cũng nói hết á. Cô thấy nhà vợ con là hơi bị phi thường đó. Cô thấy là vợ con nhìn rất là mong manh đúng không? Mà làm được rất nhiều thứ luôn đó con. Vợ của con thật sự là rất là phi thường. Con có điều gì muốn nói với vợ mình hay không? Sau chương trình này chồng Son, chồng sẽ hứa sẽ thay đổi, bất cọc, bất nóng với vợ. Nhưng mà chọc vợ thì hỏi chồng không nhận. Cái gì? Nói gì không nghe vậy trơn trời á. Anh nói là chọc vợ thì vẫn sẽ làm. Đó là nhu cầu không thể thiếu được hả con? Giờ hứa thì để cho mắt lên coi thôi. Làm chứng con cứ hả mà ấy gì con cắt một cái khúc này con đưa lên TikTok thôi. Cắt đợi cái đoạn này con chiếu lên ngoài. Có gì là mở phát sẵn. Đó, đúng rồi. Cho con coi nữa chứ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai con. Chú rể nhìn mặt vui vẻ vậy ha. Mời bạn giới thiệu về mình. Em tên là Đinh Bảo, năm nay 29 tuổi. Hiện đang làm nhân viên sản xuất ở một công ty ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy là em là Đinh Mão, tức là em tuổi mèo luôn đó đúng dạ, không? Đúng, lấy nguyên con giáp đặt tên luôn đó. Dạ. Rồi dễ nhớ. Rồi cái tên dễ thương ha. Rất hay, rất có ý nghĩa đúng không? Rồi, còn em. Dạ em tên là Xuân Thảo, em 26 tuổi, hiện đang làm kế toán. Em ở đâu? Dạ em cũng ở Vũng Tàu luôn ạ. Ồ, như vậy là hôm nay là chúng ta là có một sự trùng hợp là cặp vợ chồng đầu tiên cũng ở Vũng Tàu. Dạ. Và cặp của bạn cũng ở Vũng Tàu. Xin quý vị dành một tràng pháo tay như là cho sự trùng hợp này. Đây, kể cho anh với chị Vân cũng như mọi người nghe câu chuyện tình của các bạn bắt đầu như thế nào. Thì trong một lần đi sinh nhật bạn thì em gặp vợ em. Ấn tượng ban đầu thì thấy cổ xinh mà hiền nữa, cũng ít nói lắm. Cho nên em mới tới làm quen. Nói chuyện thì mới biết đó là cũng người cùng quê. Quê ở đâu? Dạ, ở Quảng Trị ạ. Dạ. Em thì trước giờ rất thích con gái Quảng Trị cho nên là cũng quyết định theo đuổi. Có nghĩa là ấn tượng của bạn khi gặp vợ là dễ thương, hiền, xinh xắn. Và cái điều mà gục ngã bạn là quê ở Quảng Trị, đồng hương của mình đúng không? Dạ. Còn em? Lúc đó anh mập lắm, đen nữa, nên nhìn không ấn tượng về ngoại hình. Trong khi nói chuyện thì thấy anh này nói chuyện không có khéo, anh khô khan lắm. Với lại anh nó chậm nữa, anh cứ giật điện. Cho nên là cũng không ấn tượng. Giống như bây giờ. Bây giờ là đã cố gắng rất là nhanh. Rồi đến có biết bạn này là quê Quảng Trị luôn không? Dạ biết ạ. Ở khi mà biết như vậy thì em có cái cảm giác giống như bạn này là người đồng hương cho nên mới. Dạ không, người đồng hương thì em cũng mến nhưng mà nói là để gọi ấn tượng để quen á thì em lại không, tại vì không hề có. Dạ đúng rồi. Nhưng mà làm cách nào để các bạn có thể đến với nhau? Em cũng cố gắng theo đuổi, có một cái gọi là cái thời cơ. Bữa đó thì vợ em đi về thì bị giật giỏ sách, mất hết giấy tờ tùy thân luôn, mà nhà lại ở xa, cách chỗ làm việc tới 100 mấy cây á. Thì em mới
đưa đón về mấy lần để mà làm giấy tờ. Qua cái lần đó thì quyết định là qua anh. Đó là em mới đồng ý đó phải không? Dạ. Thấy sự tốt bụng của anh. Thấy anh cũng nhiệt tình. Trước đó thì cũng nói chung là cũng bạn bè cũng góp ý vô nhiều lắm. Thì mấy người nói tốt chảnh nhiều lắm. Rồi bây giờ hỏi về sau hôn nhân nè. Cưới nhau về là bây giờ là các em có em bé chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa. Bao nhiêu lâu rồi? Tụi nhau em mới cưới nhau được 8 tháng ạ. 8 tháng gì là quá son rồi. Dạ. Son rỏi luôn á. Vậy thì về ở với nhau 8 tháng thì chồng của em, ảnh có tật xấu gì không? Chính là ảnh hiền, cũng là một đặc điểm, ưu điểm của ảnh và cũng là nhược điểm của ảnh. Nhược điểm. Ảnh hiền quá. Bây giờ nghe nó nghe cái nhược điểm. Dạ, ảnh hiền quá cho nên ảnh sống vô tư rồi vô lo nữa. Nên vô tư vô lo. Dạ, nhiều khi không quan tâm tới vợ là đang có tâm sự hay là muốn nói chuyện gì với mình hết á. Cứ đi làm về là cứ cắm đầu vô cái máy vi tính đó, chơi game. À, mê game. Chơi game rồi coi bóng đá rồi vậy á. Tại sao các đấng ông chồng có vợ rồi lại không mê vợ mà lại mê game ta? Tại em thì làm sản xuất nó cũng là mệt, mệt tâm trí óc rồi cơ thể nữa. Nói chung là đi làm rồi về thì nói là vô giải trí tí thôi. Nhưng mà vô rồi cái thấy mê luôn. Mê luôn, chơi tới 12 giờ đêm, 1 giờ đêm. Tật xấu của chồng là mê game, mê game hơn mê vợ. Dạ. Ngoài ra còn gì nữa không? Có mỗi cái đó thôi chứ. Đâu nói chung đâu. Là mọi cái là anh đều rất anh là chú đáo tốt. Không? Là... chú đáo đúng không? Tức là anh chu đáo là theo kiểu là giống như là em muốn cái gì cũng được hết á. Nhưng mà ủa, còn mà để anh tự làm thì anh sẽ không làm cái gì. Có nghĩa là em yêu cầu thì anh sẽ đáp ứng hết. Dạ đúng rồi. Làm hình dặn tay giống như ông Bụt vậy đó phải không? Dạ đó. Cái còn vợ em có tính xấu vậy? Lúc cãi nhau á thì nói lớn tiếng lắm. Mà lớn tiếng quá cái em im luôn. Em á là mỗi lần cãi em nói xong, ví dụ như vợ chồng cãi nhau á là anh phải là khi mà thấy em giận lên là anh phải nói, phải dập ngay lúc đó. Chứ đừng có im lặng, mà ảnh là cứ lần nào cãi nhau lặng. Anh cũng im, anh im hoài á. Anh càng im thì nó ức chế trong mình nó càng cao lên á. Thì rồi là bắt đầu, dạ đúng rồi. Ví dụ trong trường hợp chồng em không im mà chồng em đập đầu vô tường thì lúc em sao? Anh cũng có lần như vậy. Đã đập rồi gì? Anh cũng đập có chưa? Một lần ạ. Có lần đập đầu đúng không? Em anh đập thì cái không ly. Đập vô tường mà đập vô cái ly. Lấy cái ly bể đập vô đầu ly không? Dạ không. Bể đầu em. Bể đầu em. Cũng u cục thôi chứ chưa bể. Chưa bể đúng không? Chưa bị máu. Thế thì vợ giận dai không? Dạ cũng dai. Khi nào mà em mở miệng xin lỗi xong rồi nói thêm 1-2 ngày nữa trời mới lại bỏ qua. Thế còn mà không nói là thôi cứ giận hoài vậy đó. Hoài đúng không? Dạ. Rồi bây giờ ngoài cái lớn tiếng đó là còn cái gì nữa không? Hay quên. Mà cứ quên rồi tỏ ra nguy hiểm rồi chứ. Cái dặn mình là anh đi đâu là phải đem đầy đủ cái này cái kia. Em hỏi lại thì anh đừng có lo, em chu đáo lắm. Mà cứ đi xa rồi chạy tới nửa đường, anh ơi quên đồ rồi, quay lại lấy đi. Trời ơi. Trời ơi, chịu nổi. Chịu nổi là chịu nổi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi. Dạ. Thế thì bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Mỗi lần mà cãi nhau là nó nhỏ lại. Với lại là thấy em im là biết là em đã biết lỗi rồi. Thì bỏ qua chứ đừng có... Đừng có nói nữa phải không? Dạ. Nói hoài. Anh biết lỗi mà anh không chịu xin lỗi mà anh kêu người ta phải tự biết. Thế còn em? Còn em thì chung là cũng không có gì phải phàn nàn hết. Nhưng mà chỉ có mỗi cái vô tâm thôi mà cũng mong anh sửa. Nghĩa là em hiểu là chồng em thương em đúng không? Dạ. Lo chu toàn hết mọi thứ cho em. Chỉ có điều là cái cách thể hiện của ảnh là em chưa vừa ý, chưa vừa lòng đúng không? Dạ. Thì chị chỉ em nè, đơn giản lắm. Em về đến nhà ha, ôm vợ em cái, em hôn vợ em cái. Nên em có mệt không? Đi làm có vui không? Em hỏi đi, chừng em để chừng 5 đến 10 phút thôi. Em nói chuyện rồi em vô bàn game là vợ em cũng nói gì em rồi. Đúng không? Mà 5 đến 10 phút là đủ để em cảm thấy rằng là em được quan tâm, được chia sẻ rồi đúng không? Có đủ không hay là muốn 1 tiếng? 50 phút. Không, chỉ cần thể hiện là ví dụ như là em đi làm về là phải nhìn sắc mặt là biết hôm đó em đang vui hay đó, 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 chị nói em dành từ 5 đến 10 phút để mà em làm cái điều đó là cuộc sống của em như mơ liền, đúng không? Thì lúc đó vợ em cũng có cơ hội để mà giận hờn, để mà nói lớn tiếng với em nữa. Yeah. Đúng không nè? Yeah. Đó, rồi em, bây giờ biết cái tật của chồng mình rồi. Khi mà mình nói á, mà im lặng là hiểu là biết lỗi rồi đó. Thôi mình cũng nín luôn đi. Rồi để chờ đến chiều hoặc đến sáng mai nói mở lời xin lỗi mình là què, xong. Tại vì các bạn bây giờ chưa có em bé, phải không? Ví dụ như mai mốt có em bé cũng lại giận rồi cuối cùng không ai chăm em bé thì sao, phải không? Với lại bớt chơi game lại, mê vợ mình đi, nó sẽ mau chóng cái tin vui. Dạ. Đúng không? Anh chúc cho hai vợ chồng em nha, sau khi chương trình này về rồi, mau chóng hòa hợp với nhau, có một cái tin vui và có một em bé kháu khỉnh ra đời trong năm sau. Dạ. Đúng không? Bây giờ đậu thai năm sau mới đẻ, đúng không? À. Rồi vậy nha. Rồi cảm ơn tụi em nha. Chào chú Thuận và cô Hồng Vân và chào tất cả quý khán giả đang xem đài. Con tên là Lê Đào Thùy Giang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Là thiết kế thời trang hay sao Giang? Kinh doanh quần áo. Dạ cũng là thiết kế thời trang nhưng mà không phải là theo cái dòng quá là cao cấp á. Có thiết kế cho nam không?
Dạ có luôn. Thiết kế áo sơ mi rồi á, có không? Dạ có, nhưng mà trong thời gian sắp tới hiện tại thì cũng chuyên về đồ nữ nhiều hơn. Hôm nào mà có mở thêm nam á, nói với chú qua nha. Chú ủng hộ nha. Dạ. Rồi, mời. Dạ, còn con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi. Hiện thì là cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Dạ. Nhưng mà con có liên quan tới ngành nghề gọi là thiết kế rồi không Hưng? Dạ không, con là chỉ là tài chính thôi. Dạ. Tài chính là quản lý tiền cho vợ thôi đó. Như vậy là hai đứa thì đứa nào là sếp, đứa nào là nhân viên? Dạ, con là nhân viên. Con là nhân viên mà con nắm tiền. Dạ, đúng rồi. Vợ con là sếp nhưng mà vợ con không biết có nhiêu tiền. Ủa nhưng mà nắm tiền là nắm buổi sáng mà buổi tối có đưa lại cho vợ không? Lúc nào vợ hỏi là phải đưa, chứ không cần là phải tối hay sáng gì hết. Bà sếp. Dạ đúng rồi, người ta sếp không? Không mà sếp là vậy đó em, sếp không cầm tiền, mệt lắm. Thanh toán. Dạ. Rồi sao hai đứa sao mà gặp nhau? Thôi chị nói luôn đi. Cái gì trong nhà cũng nhường như vợ hết trơn á. Thì con với ảnh gặp nhau á là lúc ở đầu tiên thì 7 năm về trước rồi thì gặp nhau ở quán pub. Dạ 7-8 năm gì đó không nhớ chính xác, nhưng mà gặp nhau trong một cái quán pub. Thì ngày hôm đó thì con đi chơi với bạn thì thấy khoan, để chú đó. Cho khăn giấy cho Hưng coi. Hưng đổ mồ hôi quá trời, lên hình xấu lắm. Lẹ lên. Rồi. Dễ bị ra. Okay. Đưa cho Hưng cái khăn giấy luôn đi, để Hưng cầm. Con để trong túi con hả Hưng? Dạ dạ. Lên xấu lắm. Cái này không phải vì nóng mà vì căng thẳng nè. Hưng có căng thẳng không Hưng? Dạ không, tại cơ địa đó mồ hôi nhiều. Vậy hả? Chỗ này không, là cái... cũng căng thẳng đó. Không căng đâu. Vi, cái chỗ này nè Vi. Để chú một chút nữa, chú chọc này là mình hết căng nè. Đó, giờ tới vụ ấy nè. Đó. Bình tĩnh. Đó, đẹp rồi. Okay. Anh bình tĩnh. Cảm ơn. Ok. Ổn chứ Duy? Dạ. Rồi. Không ổn là chú bắt mày múa lửa đó nha. Rồi, sao hai đứa gặp nhau ở tại cái pub đúng không? Rồi con có ấn tượng gì về Duy không? Ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa, rất là giống BD luôn cô. Rất giống BD luôn. Hai đứa. Tại hai vì đứa mang đó. Đồ body, mang đồ body rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Trời ơi gì hả? Ảnh đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Xí cho đúng. Hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà có mặc đồ cặp không hay là chỉ hai thằng là... mang đồ đen giống nhau luôn. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À, không, giờ hôm bữa là có nghĩa là câu chuyện như này, hôm bữa đó là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi. Là thì, con thất tình? Dạ đúng rồi, vừa mới chia tay bạn gái xong thì đó ra ngồi đó thì vô tình gặp bạn này luôn. Hai thằng đàn ông vô trong pub rất là bình thường thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đó, gặp. Dạ. Tưởng đâu là gay. Dạ. Tại vì mang đồ body sát rạc luôn. Thì bạn con thì sát bàn ảnh. Thì hai bạn cứ chơi vậy rồi đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD. Thì cứ kêu là kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn, ồ anh qua bên này chơi với em đó, kiểu vậy. Là qua chơi mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Mà lúc đó say xỉn con cũng không có nhớ. Xong rồi qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình ra con á, xong ảnh vào ảnh nhắn tin. Ảnh say hi là ồ là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Nói chung là bữa đó là con chỉ có ấn tượng là anh này là tưởng là một cặp đồng giới yêu nhau. Dạ đúng nhưng mà rồi. Cuối cùng cái người mà con có số điện thoại lại là anh kia, Facebook lại là anh kia. Hình như là bữa tối đó là có cả Facebook cả hai người luôn. Nhiều khi xỉn rồi đó. Xỉn rồi đó cái. Mà mình quên. Nhưng mà con ấn tượng bạn kia hơn. Không có ấn tượng bạn nào luôn. Dạ thì kiểu xỉn quá rồi. Dạ. Mà có trai vô để mà nó vui. Không có nam có nữ đúng không? Dạ có nam có nữ nhưng mà không phải là kiểu trai kia. Đó. Mà nghĩ là coi như đồng bọn đó, đồng bọn. Dạ đồng bọn chơi cho nó vui. Cho vui. Cho nó vui. Dạ. Còn con thì sao? Con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái xong nhảy nhót dữ lắm đúng không? Dạ không phải nhảy nhót, như cái miệng nói dữ lắm. Thì mà đó là con có xỉn không?
Dạ không, tối đó hai bạn bè đi uống để cho kiểu giống như giải bày tâm sự thôi chứ không có nhậu nhẹt gì nhiều hết. Nghĩa là con nhớ hết đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy đúng thì rồi. Đêm đó là cô ấy và con có xin Facebook nhau không? Ở đây bạn này xin Facebook con trước. Chờ xin Facebook con trước. Nhưng mà con gặp là con có cảm tình với bạn này không? Lúc đó thì chưa, lúc đó thì chưa. Thì sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái sau mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác là làm mối với bạn khác, mà cuối cùng á thì luôn. Mình vớt luôn. Ủa tại sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng, thấy uổng cái sau nghĩ lại cái sau vớt lại. Tao định giới thiệu mà sao tự nhiên cái đó là có đó nghe. Yeah. Có đó nghe, tự nhiên lúc đó thoáng qua cái đấy, ôi sao đẹp quá, thôi khỏi. Nhưng mà cái lần tiếp theo đó thì con đã có một cái thay đổi về 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 cái gọi là cái tình cảm của mình đối với bạn dạ, này không? Dạ chưa. Hay là vẫn coi bạn là đồng giới với mình luôn? Không, là ngay lúc mà nói chuyện là đã biết anh không phải là BD rồi. Dạ là biết là trai thẳng, nhưng mà lúc đó cũng không có suy nghĩ gì nhiều quá cô. Là chỉ ảnh mấy ngày sau nói chuyện, nhưng mà anh cũng có rủ đi chơi mấy lần, nhưng mà cũng phải 2-3 tuần sau con mới đi. Thì bắt đầu bạn anh mới nốt về. Rồi ảnh mới rủ đi chơi chung, thì con cũng rủ những người bạn của con đi chơi chung. Thì ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Chứ không phải là bạn đó là người Úc hả? Cái, dạ cái bạn đó là người nước ngoài luôn cho con. Tại bạn đó, bạn thân của ảnh ở bên Úc á. Dạ xong rồi về rồi cũng kiểu là đi chơi trong cái sự mà gọi là đang làm mai anh này cáp cho tao đó, nè cáp đó, dạ. Xong rồi cái tự nhiên sau dính anh này luôn. Nó nghe nè, cái bạn trai Tây kia là so với Hưng á thì là có đẹp trai như Hưng không, có cao to vạm vỡ, có phong độ hơn Hưng không? Đẹp trai thì cũng là đẹp trai, cao hơn Hưng. Nhưng mà anh đây nhìn phong độ hơn, nhìn ok hơn. Với lại gần gũi hơn đúng không? Gần gũi hơn với thực lại sự dạ, là Tây cỡ nào thì cũng sẽ đúng không có đặc biệt ngôn ngữ á. Dạ. Không, ngộ lắm em, giống như nó theo gu nữa cơ. Gu á, giống như cô á, là cô chỉ có thấy là tóc đen nè, da vàng nè. Đó, mắt đen là cô thích thôi. Nam tức là châu Á chứ còn em cũng vậy đó chị. Chứ còn cô không có thích người Tây sao kỳ vậy ta? Em cũng vậy đó, em cũng thích phụ nữ Á Đông á. Thuần Việt quá. Em thích phụ nữ Á Đông hả? Ờ. Chị lại tưởng em thích đàn ông Á Đông là rồi đó. Rồi đó nghe nè, như vậy là sau khi mà coi như là cáp không thành rồi đó. Vậy thì ai là người chủ động coi như là tỏ tình với bên kia trước? Lúc đó thì nói chung là cũng cả hai, nó thấy khi mà hai người cũng có cái gì rồi thì cũng tự động qua lại chứ không có không ai không ai chủ động. Tại vì cô cảm nhận là vậy nè, con thì tiếc, tự nhiên giờ là đưa cho bạn giới thiệu bạn thì tiếc, nhưng mà còn bạn này á thì là cảm nhận của bạn này là dường như sau khi tiếp xúc rồi thì thấy anh này là quyến rũ hơn là cái anh người Úc kia đúng không? Thật ra nói như thế này nè cô, vào một cái ngày hôm đó cũng là đi chơi, thì anh này lúc đó với anh Tây lúc nào cũng đi với nhau hết á, thì qua nhà rước con đi. Thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà, thì đầu tiên á thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba thì mình đứng kế anh Tây, rồi mình kiểu mình vịnh tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này, là cái đầu buổi là anh kia mà cái cuối buổi là anh này, cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh Tây kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Căng. Nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu lần sau này nói chuyện lại cô, mình phải theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu. Tại vì thật ra giữa con với là anh Tây nó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay đúng gì hết. Trong những cái giai đoạn mà kiểu vui vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong mà cũng kiểu khá là gây cấn với lại cái anh Tây kia kêu ra ngoài nói chuyện. Xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Chà, như vậy là cái đợt đó là có xích mích đúng không? Có xích mích với bạn mình không? Cũng không đến nỗi là xích mích. Tại vì không có tới mức quá là nó đã đi sâu rồi á. Nhưng mà bạn kia bạn phải hiểu rằng nó là cái quyền chọn lựa là cô gái này đúng không? Dạ. Và con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc nào bị 50-50 cô. Con vô là cũng con hỏi với bạn con nữa đó. Con nhưng mà cái lúc mà khi mà đã có men vô rồi thì tự nhiên thấy ông này ông nhỉnh hơn. Dạ đúng rồi, kiểu thì tại vì không, tại người kia không có nói tiếng Việt được, con lợi thế nói tiếng Việt được. Đúng rồi, con nhưng chia sẻ được nhiều đúng hơn. Đúng rồi, nhưng mà vấn đề là vậy nè, sau cái buổi nhậu đó là con vẫn là 50-50 đúng không? Dạ. Thì bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này?
Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh Tây á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Rồi, dính luôn. Dính vậy luôn. Chắc cũng nhanh lắm đúng không con? Dạ cũng 2 tuần. Trời ơi, 2 tuần chưa thì... tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Rồi vậy là trong 2 tuần là các con chính thức yêu nhau đúng không? Rồi các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Cái cục mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Trời ơi, cái cục mốc bà mập á. Là tức là khi mà quen nhau khoảng được con không nhớ chính xác nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường, thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8 với con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày hôm đó không hiểu tại sao rất là mệt, và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn. Mà lần đầu tiên con bị đè cho nên là con rất là sợ, mình không thở được. Rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Cái chuyện bóng đè thì rất là bình thường, nhưng mà con lúc đó con sợ, con hoảng. Thì xong mà chập hồi đè xong chập rồi đó, mệt rồi đó, cái hết đè rồi xong rồi con mới sợ quá thì con gọi điện thoại cho ảnh, mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á, khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt tại con phải tiếp bánh bèo. Xong rồi con gọi, con khóc rồi con sợ quá mà không thể nào con ngủ lại được nữa, thì ảnh mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Dạ. Không, cái lúc đó là chưa. Dạ, về bển ngủ. Dạ, ngủ tạm, vài hôm, cái về nhà lấy vài ba bộ đồ cái qua ngủ tạm vài hôm. Cái vậy đó cô cứ 1 tháng là full cái tủ đồ. Ở luôn. Nhưng mà ở Phú Nhuận là con ở một mình hay là con? Dạ, ở lúc đó là nhà thuê ở chung với bạn. Còn ảnh thì lúc đó ảnh cũng anh cũng vào đây để ảnh đi học á, vẫn còn học cho nên là vẫn ở khách sạn, vẫn thuê thôi. Dạ. Nhưng mà kể từ khi qua bên ở với ảnh là không còn bị bóng đè nữa. À, không còn mà bóng chỉ đè bị ảnh đè thôi. Đúng không? Sao em trần trụi quá. Em trần trụi quá. Đúng rồi. Từ cái bóng đè ảnh đè cho nên là bóng hết đè. Bóng hết đè. Bóng không đè nổi luôn. Từ cái bóng đè nó hết sức là tâm linh đúng không? Có chuyện về kinh dị thì em chuyển một cái là qua một cái phim. Có nghĩa là ảnh qua là ảnh trấn luôn, ảnh trấn luôn, không ai đè được hết. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đè nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Rồi còn những cái kỷ niệm nào vui nữa không? Ờ, có trong cái giai đoạn yêu nhau như vậy trước khi cưới rồi có chia tay lần nào không, có cãi nhau nhiều lần không? Tức là khi mà hai đứa sống thử với nhau á, là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không? Tại vì chia tay trên dưới 8 năm cũng rồi. Nhiều tại vì từ nhỏ cùng ở nước ngoài xong rồi cái lối sống với lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống, nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài drama vậy. Lắm cô. Cái gì 80 mấy, gần như 80 lần luôn. Ý là con nói chơi là trên dưới 80 lần nhưng mà rất là nhiều. Dạ, mọi người bây giờ cũng hay, bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ, gia đình cục xúc. Ủa nhưng mà là thôi bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mà drama nhất á, đó là cái trận nào? Drama nhất á hả? Chắc cũng nhiều lắm. Nhiều lắm cái trận. Nhưng mà cái ấn tượng của con á, cái lần nào mà chia tay ấn tượng đối với con á, có thể con khác mà bé vợ khác, nhưng mà với con á là cái trận nào là cái trận con nhớ nhất? Tại vì đó có một lần đó thôi vợ. Lần đi bỏ đang nhà đi hả? Không, em thấy lần nào cũng ghê trơn. Tại vì cũng không đến nỗi mà quá ra mà đâu vợ. Không, nhưng mà bây giờ cái trận nào có ấn tượng nhất con nhớ hoài á. Con nhớ á. Con cần phải nhớ chung với vợ nó là một cái trận khác. Ví dụ như lần nào mà phải coi như là dọn đồ ra. Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có, có lần. Đó thì trận nào? Có lần đúng không? Dạ. Anh không nhớ đâu, để con kể cho. Con kể đi. Đó. Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Thì là tại vì cái tính anh này á, rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Và cái thời gian đầu yêu nhau mà lạnh lùng mà kiểu rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Con không nhớ cãi nhau vì chuyện gì nhưng mà có lần hôm đó mà tức tới nỗi mà kiểu ảnh không có ở nhà nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn, xong rồi
bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì rồi, mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi, mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dạy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi đập đầu xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Anh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bổ mình bị vậy, người ta xót, người ta ôm vô lòng đó, đúng không cô? Không, lạnh lùng luôn, chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Thấy vợ mình trong một cái bộ dạng như thế mà con không xót gì luôn hả? Lúc đó kiểu giống như tính mình kiểu giống như quyết định gì rồi, con cũng có cũng sợ cũng buồn, nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm, mà cái sự đơn giản đó là đâm vô đây con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Dạ. Lúc đó ảnh chia tay luôn, thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá, rồi lại đi pub chơi với bạn. Thì xỉn quá, mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều, mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống là say nào không hay, mà cứ say lên xong rồi nít rồi cứ nít ơi, tại vì anh này con hay kêu anh là Nick. Đó, dạ cứ Nick, rồi con khóc lóc rồi con thế này thế kia, rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu. Trong cơn say con không nhớ một cái gì hết, nhưng bạn đưa về thì không chịu. Rồi mới gọi điện thoại cho anh lên, cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về. Cái quan sát sao bình thường lại, bình thường là chiều theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà... đó hết sĩ diện rồi, hết sĩ diện là, tức là trong cái lúc nhậu say á là người ta thật nhất á, thì bạn này chỉ còn trong vô thức là chỉ Nick ơi Nick hỡi thôi. Nick ơi Nick hỡi đó, và khi mà thấy Nick thì mới chịu về, còn còn không là không chịu về. Dạ, đúng không? Đúng rồi đó. Nghĩa là tự đi rồi cũng tự về. Thì nói ra cũng hơi quê một xíu. Rồi bây giờ còn vậy không? Còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là anh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Nói chung là thời gian đầu là anh là như vậy. Người ta có câu là đuổi tình chạy dí tình theo đó. Dạ, là ban đầu là kiểu ảnh bị lạnh lùng, ảnh bị bất cần quá, thì con mới kiểu con là người xuống nước, không phải là người xuống nước mà kiểu chịu cái sự mà chịu nhiều bộ hả? Nhiều bộ nhiều hơn. Xong rồi tới thời gian chừng sau mà sau khi mà con cái sự mà nhường bộ con đủ ra là con bất cần. Con chẳng lại. Xong tới ảnh dí con. Đó. Cái hai vợ chồng dí qua dí lại chạy vòng vòng vậy đó. Dạ, sau khi cưới. Dạ, và sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn, ảnh thay đổi rất là nhiều. Tức anh đã nhiễm cái cách yêu ở Việt Nam rồi. Dạ. Nghĩa là anh không còn lạnh lùng như là hồi anh ở bên chắc hồi đó con ở bên Úc hả? Dạ đúng rồi. Đó, không còn lạnh lùng như là kangaroo trên sa mạc nữa. Đó, con đã nhiễm Việt Nam rồi. Dạ. Ok, vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Bốn năm. Nhưng con mà có baby chưa? Dạ, dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ một ạ. Như vậy là thật ra tụi con đã có một cái quá trình, phải nói là sống thử trước hôn nhân, một cái quá trình, một cái thời gian dài như vậy, là cũng để cho các con có thể trải nghiệm và thấu hiểu với nhau. Đó, cuối cùng là quyết định nó hôn nhân. Không có gì gọi là ngăn cách, rồi không có gì gọi là trở ngại với con hết, đúng không? Dạ đúng. Vậy nó quá ngon rồi. Ê, nhưng mà nó nghe nè, nó sống thử với nhau nhiều như vậy, vậy thì trước khi mà quyết định lấy nhau thì không biết anh Nick có cầu hôn con không? Và cầu hôn có lãng mạn không? Dạ có cầu hôn, nhưng mà cầu hôn theo ekip chụp hình. Là có nghĩa là cái buổi đó là cái buổi đi chụp hình cưới. Hôm đó với cầu hôn luôn à. Tranh thủ luôn à. Tội con lắm. Tại vì cái vấn đề cưới này á, là do anh đề cập với mẹ anh trước. Anh đề cập với mẹ anh trước xong mẹ anh hỏi cưới con luôn. Chưa kịp cầu hôn luôn. Gì luôn. Là mẹ hỏi cưới cái xong rồi mẹ đồng mẹ ok, cái mẹ vừa hỏi xong là bạn vợ con ok luôn. Là ok không cái bạn. Bạn tới sao suy nghĩ được? Ví dụ như chồng hỏi còn suy nghĩ chứ mẹ còn hỏi, mẹ chồng hỏi là dạ được mà, dạ được mà. Dạ, thôi vậy. Sao dám từ chối hả con? Dạ. Trời ơi.
Rồi bây giờ là như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng chứ rồi. Chứ còn bây giờ là chắc là hoàn thiện. Dạ rồi, đúng rồi, con cảm thấy là cũng khá là may mắn khi có thời gian sống thử từ trước á. Rồi dạ. Thôi bây giờ chúng ta lấy từ cái cột mốc là cái ngày cưới đi. Dạ. Cho tới bây giờ là 4 năm. Trong 4 năm qua thì những tật xấu của không, mình đừng có lấy từ cái ngày cưới. Không, tại vì trước 3 năm sống thử là đã có những cái tật xấu rồi. Đúng rồi, và là đã cải thiện rồi. Mà kể đi, kể từ cái tật xấu lúc đó, tại vì thường các cặp vợ chồng á là mới cưới nhau á là thường người ta sẽ bộc lộ những cái mà cá tính riêng hoặc là những cái tật xấu từ khi bắt đầu họ ở chung với nhau thì nó mới lòi ra. Rồi sau đó họ mới sửa chữa thì như vậy là tính là 7 năm đó. Đúng rồi, từ cái lúc mà tụi con sống thử á thì những cái gì mà khi yêu nhau không thấy thì bắt đầu nó mới thấy ở cái thời gian mà sống thử. Dạ. Nó gọi là tật xấu đó. Dạ. Rồi bây giờ gian trước đi. Ủa, tật xấu của Hân là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Không, bây giờ lỡ rồi nói cho luôn bạn đi. Này nói trước đi. Ủa? Ở sao? Không, bây giờ rồi. Hân. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên mà không mát lòng mát dạ. Nên tật xấu thì chắc chút cũng chút rồi, dạ, chút những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ. Mà làm gì mà không có. Chắc là con quên rồi, chắc là con quên rồi. Tại vì 7 năm trời là chắc con quên rồi. Con review đi, con review lại đi cái lúc mà mới về. Tại vì nếu không có tật xấu thì chắc chắn tụi con không có sự chia tay. Không có cái chuyện mà cãi qua cãi lại rồi xách vali mà đi. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống, mà những cái chuyện rất là đơn giản bình thường thôi, nhưng mà hai đứa bị cái một đứa thì, con thì rất là ít nói, còn bạn này nói rất nhiều cái sao đó, đó là đó. Tật xấu đó, dạ. Con thấy chưa, nói nhiều, dạ. Nói nhiều là tật xấu rồi, mà nói cái gì cũng trúng cái tật điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng nói mà là nói trúng đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá là cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi. Đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Tại con quê quá đúng không? Nó nói đúng chốc những cái gì. Một mà... phần là một con ít nói nữa, không biết phản biện lại sao nữa. Nghe nè. Rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang nữa. Yeah. Cho nên là như là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang. Nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Không, về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà con nói là trời ơi, vợ vứt cái đầm ngủ đi. Cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi, đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Một cái đầm mặt quạt. Dạ là vậy đó. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều, nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Dạ. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó đúng không? Dạ. Ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi. Còn lộng ở lẫy nhà, kêu xa nhưng mà về nhà là hết sức là giản dị đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn gì nữa nè? Như vậy á, thực ra là nó không phải là tật xấu đâu, nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa? Dạ, qua một thời gian cũng đỡ chút xíu cũng góp ý đúng không? Dạ. Là con cũng góp ý nhiều đúng không? Dạ, dạ. Mà chút có thay đổi thì... không? Dạ. Thay đổi chút xíu kìa, à. Nhưng mà chút xíu như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi như đó. Vậy là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ, con đầu tư vô vợ con nhiều lắm. Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Nhưng mà bà chỉ lựa đúng cái đầm đó mới mặc thôi. Dạ. Có nghĩa là bà boring lắm, bà không có chịu thay đổi trước mặt chồng, tại bà cũng quải rồi. Quải cả là ngày, sao? Đúng rồi, cả ngày. Cả ngày phải thay đúng đổi rồi, giống rồi. Như con công vậy đó, mệt dạ, quá. Đúng rồi. Cho nên lúc mà không còn mọi dạ, người lúc nữa thì muốn trở thành con gà cho nó đỡ mệt. Dạ đúng rồi. Đúng không con? Dạ đúng rồi đó. Ở, sao nè, ở nhà thì có nóng tính được không? Dạ, hai đứa đều nóng tính luôn. Dạ. Nhưng mà mỗi lần mà nóng cùng nóng lên với nhau thì bên nào là nguội trước? Thường thì lúc mà nóng tính vậy con bỏ đi cho con đỡ bị nói những cái điều mà gây tổn thương cho vợ con. Mà càng bỏ đi con càng tức cô. Càng bỏ đi con càng tức câu chuyện. Tại vì con chưa không, nói xong. Con không có đối tượng để mà con xả stress, xả nóng đúng không? Dạ. Con là nói lý nói lẽ chứ con không phải là kiểu mà chửi ra xả, thì hai tụi con không phải là kiểu vậy. Nhưng mà khi mà con đang giải thích ra cái vấn đề đó, tại vì con là người nói lý lẽ rất là chặt. Anh không chịu nghe, anh bỏ đi. Anh làm mệt, anh kêu anh bỏ đi. Nhưng mà khi mà anh quay về thì có kéo anh lại để nói tiếp không? Có nói tiếp không hay là thôi? Thì có, nói tới khi nào mà lúc chịu nhận rồi. Lỗi sai thôi. Mà không lúc nào con cũng nha. Là sai hết á. Không có mà. Có không Giang? Không có, đó là thời gian trước đó. Nhiều khi con tức quá con kêu lại con nói cho bằng được. Nhưng thời gian bây giờ là con sẽ im lặng, là hai vợ chồng con đang bị một cái kiểu, nếu như mà giận nhau thì thay vì người ta là sẽ ngồi lại để nói chuyện. Nhưng anh này không thích nói nhiều, không thích nói thì con cứ để cho im. Tới khi nào mà đủ kêu con lại ngồi nói chuyện thì con nói.
chứ giờ con không có kiểu mà tự kêu lại để mà ngồi nói chuyện chỉ trích, tại vì ảnh không thích nói nhiều. Nhưng mà thật ra khi mà có một cái vấn đề mà nếu như mà chúng ta không nói tới á, thì nó sẽ im ỉm ấy trong lòng mà không có giải quyết được. Dạ đúng rồi. Thì mỗi rồi. Một ngày nó tích tụ lên như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Dạ đúng rồi, ai cũng nói như vậy đó. Đúng không? Dạ. À. Rồi còn gì nữa nè? Thật ra thì con thấy đó, như những lời nói nãy thì vợ con khá là hoàn hảo trong mắt con nên không có gì gọi là quá xấu. Bây giờ hai điều con cảm thấy con chưa vừa lòng á, chỉ có hai điều nhỏ thôi, có nghĩa là vợ con nói hơi bị nhiều, nói với lại nóng tính á, nóng xong rồi nói nhiều thì là nếu mà bớt đi thì được đúng không? Bớt đi đúng không? Với lại là cái chuyện mà phải diện lên ở nhà cũng phải mặc đồ. Thôi bây giờ ví dụ như không cần mặc đồ đẹp, mặc đồ sexy được không? Không phải. Cũng cái đồ cũng ngủ có thể chứ. Dạ. Tại vì nhiều khi mặc đồ nó nóng nực á. Đúng thôi cứ mặc đó. Đồ ngủ mà sexy chút đi con. Giống như anh chồng hồi nãy, anh chồng trước của con đó. Và cô vợ là coi như là rất là thích coi như về nhà mà đặc biệt là tưới cây là mặc đồ sexy. Cứ ra tưới cây là mặc đồ sexy, ông nhìn cũng quạo luôn. Về thử đi. Dạ. À, nhưng mà không cần phải tưới cây. Vô quá. Cứ về nhà là cứ sexy lên cho anh, không chừng khoái. Dạ. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính. Nóng tính kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặn ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng và bị nóng tính nhiều. Kiểu mà khi mà nóng tính lên thì đôi khi có những cái thái độ con rất là bị khó chịu á, mà hai đứa nào cũng nóng tính hết trơn á. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên chỉ vì cái thái độ không thôi. Đó thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi, chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Dạ. Nóng tính, con cũng nóng tính. Dạ con cũng nóng. Rồi còn gì nữa? Đó lúc trước như ảnh anh này. Là anh nói anh quản lý về tài chánh đúng không? Dạ. Rồi anh có rộng rãi với con không? Để mà nói mà rộng rãi thì hầu như trong nhà người xài tiền là con chứ không phải là ảnh. Dạ. Nhưng mà mỗi lần con xài thì anh có cầu nhau, anh khó dạ, chịu không? Dạ không. Ảnh là một người như anh nãy anh nói là ảnh rất đầu tư cho con luôn. Cái gì không cần con muốn nữa, ảnh mà muốn con đẹp lên hay là gì gì là ảnh sẽ tự nói sao vợ không làm này làm kia đi. Cái túi này đẹp mà sao vợ không mua đi. Đó là sẽ kiểu như vậy. Còn khi mà mua cho ảnh một cái gì đó thôi, ít tiền thôi thì anh cũng sẽ không chịu. Ảnh sẽ chỉ có đầu tư cho con thôi, kêu anh sao cũng được. Mà cái này là lời nói anh nói thiệt. Thì cái này là con thấy ok. Này là tính quá tốt rồi, cái tính là tính quá hay quá tốt rồi. Sắc hưng trong gia đình con. Sắc hưng. Dạ chứ không có phải kiểu mà thấy vợ. Ví dụ như bây giờ là vợ mà hay đi làm đẹp về những cái vấn đề thẩm mỹ, hay là vợ chân diện, vợ này kia quá, chồng cầu nhau thì ảnh không bao giờ ảnh có luôn. Ok, như vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà đây là cái giây phút mà kể tật xấu của người kia. Đó. Nãy giờ thì bây giờ con khui thêm một cái tật xấu gì của Hưng? Hay im lặng, không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng, tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau. Nhưng con lại nghĩ là ảnh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn, và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn ảnh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn, có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết, tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao á. Nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai. Không ai nói tới ai luôn, con cũng rất là lì. Con cũng không phải dạng vừa gì. Nhưng mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ khó chịu lắm. Thì kiểu ảnh không biết nói gì á, chứ không phải là kiểu ảnh cố tình làm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Thì thật ra nó có những cái im lặng nên. Nhưng mà có những cái im lặng rất là đáng sợ. Dạ nhất là trong rồi. Trong cái đời sống vợ chồng có những cái im lặng, có nhiều người là kiểu mà giống như im lặng cho qua. Dạ. Im lặng cho qua và cuối cùng cái câu chuyện không giải quyết được tới cùng. Dạ. Thì rất là nguy hiểm. Dạ. Anh hy vọng là sẽ có sự thay đổi sau chương trình Vợ Chồng Son này. Dạ. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi, thì con cũng nãy giờ cũng nói rồi là vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính á, nên chỉ cần vợ con quan tâm
tới chồng nhiều hơn về cái vấn đề không biết nói sao luôn. Quan tâm chồng nhiều hơn tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. À. Dạ. Con thương thì con rất là thương nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm lo lắng cho vợ cho con thì ảnh con cảm giác là ảnh thương con nhiều hơn là con. Con cũng thương nhưng mà con bị vô tư, rồi nhiều khi con suy nghĩ đơn giản á, con ít cái cử chỉ quan tâm và hỏi han á. Dạ. Rồi con muốn Hưng thay đổi thêm điều gì? Đó, bớt nóng tính lại, dùng một cái thái độ dịu dàng lại để nói chuyện với con và tất cả mọi người xung quanh. Đó. Nhưng mà Hưng có hay chơi với con không? Con của con là được mấy tuổi? À, dạ 3 tuổi rồi. Bên đi được 3 tuổi. Trai hay gái cơ? Dạ bên đi được 3, con trai ạ. Dạ con trai. Con trai, mà con có thân với nó không? Dạ có chứ. Dạ. Có coi như là nó thân với con hơn là thân với Giang hơn. Tại vì cả hai vợ chồng cũng như nhau à, tụi con đều dành thời gian chung khi mà chơi với con hết. Tại vì thật ra để nói thì tụi con cũng còn kinh doanh cho nên cũng khá là bận á, thì cái quãng thời gian dành cho con thì không có được quá sức là nhiều là 24/24 mà là con sẽ tranh thủ làm việc để tới cái khoảng thời gian con sẽ lên chơi với con và con sẽ quan sát theo dõi con qua camera liên tục. Tại vì con làm việc tầng dưới, con ở tầng trên á. Nhưng mà ai là người chăm sóc bé? Dạ có bà vú. Có bà vú. Thế mà hai người đều bận bịu kiểu này. Dạ là, đúng rồi, không là có chăm sóc nổi. Có bà vú. Dạ. Nhưng mà thật ra như thế này không nhất thiết phải là dành trọn một ngày hay dành trọn một buổi với con. Thật ra nếu như chúng ta chỉ cần bỏ ra một khoảng thời gian, một tiếng đồng hồ hay nửa tiếng, nhưng mà nó chất lượng. Dạ, ở bên con và chơi hết mình hết sức với con thì nó cũng là giá trị đó. Dạ dạ đúng rồi. Cho nên là bận thì hai vợ chồng rất là bận. Cho nhưng nên thường lúc cuối tuần thì hai vợ chồng thường dành một khoảng thời gian để đưa con đi chơi. Dạ. Okay. Dạ. Ừ. Dạ đúng rồi. Cô thấy vậy nè, coi như là thực ra nó có những cái mà mình không thể nào giữ ở trong lòng mình được hoài đâu. Dạ. Nãy như chú Bin á, chú Bin cũng có nói đó, là có những điều tụi con phải tâm sự với nhau á. Chứ với lại cái tôi á, vì bây giờ mình đã sống với nhau coi như 7 năm rồi. Dạ. Đó, mình không có tính từ ngày cưới, mình sống từ ngày sống thử là mình sống 7 năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bây giờ á, mình cái tôi của mình lớn quá đó. Thực sự mà nói nó sẽ không mang được cái điều gì có lợi cho cái gia đình nhỏ của mình hết. Dạ. Cái tôi của mình giữ với người ngoài thôi. Còn với hai vợ chồng á, là cái tôi đó phải là một cái điểm gì 50% phải là cái tôi chung. Dạ. 50% còn lại là cái tôi riêng. Nhưng mà 50% mình phải cộng hưởng cho thành cái tôi chung, để cái đứa con của mình nó được hưởng cái tôi chung đó. Dạ. Đó đúng không? Dạ. Chứ cô thấy vậy nè, ngay cả không phải với vợ chồng đâu, với con cái và cha mẹ cũng vậy. Khi mà con mình nó ở cái lứa tuổi bắt đầu lớn khoảng 14-15 tuổi á, đó em chưa trải qua cái cảm giác đó đâu. Khi nó 14-15 tuổi là lúc đó nó muốn chứng tỏ nó là người lớn. Yeah. Nó muốn chứng tỏ rằng cái suy nghĩ của nó là suy nghĩ độc lập. Nó muốn chứng tỏ với mình thì cái tôi của nó cũng rất lớn luôn. Yeah. Và mình thì ở cái giai đoạn là trời ơi, từ đó giờ từ nhỏ tới lớn là lúc nào nó cũng trong vòng tay của mình. Nó trong cái sự quản lý của mình. Mình đặt được suy nghĩ của nó, mình làm tất cả. Bỗng dưng bây giờ nó muốn tách mình ra. Thì cái tôi của mình tự ái kinh khủng lắm. Yeah. Rất là tự ái luôn. Đó. Cho nên chị là bây giờ đang ở trong giai đoạn đó đó, con bé nhỏ của cô á. Yeah. Mà nhất là những đứa con nào mà nó có cá tính nữa thì rất là khủng khiếp. Yeah. Cho nên là luôn luôn mình không thể nào cứng nhắc được. Lúc thì là chồng, lúc thì là vợ, mình phải dẹp cái tôi của mình lại. Giống như ở đây lúc thì mẹ, lúc thì con. Mà thường cái đứa con á, nó đâu nhận thức như mình. Yeah, đúng rồi. Luôn luôn mình phải là người chủ động là mình dẹp cái tôi của mình lại. Để mà mình có thể kéo nó lại gần mình. Yeah. Đó thì ở đây vợ chồng cũng vậy. Ví dụ như Hưng hay là Giang lúc nào cảm thấy là rõ ràng mình lớn rồi, mình đủ thừa nhận, mình đủ nhận thức được là cái việc đó mình sai. Yeah. Đúng không? Thì khi mình đã nhận thức được cái điều đó rồi thì mình phải dẹp cái tôi của mình lại. Yeah. 50% cái kia là mình bỏ đi đó để mình kéo chồng mình lại. Ừ. Mình kéo vợ mình lại với mình. Yeah. Đó, để cho mình đừng có tách rời xa nhau. Yeah. Đó là nói cái kinh vậy, nghiệm chứ đó. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không hả? Chứ cái việc đó là việc đàn ông ngay là rất là nên. Không, ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không? Giống như con bị vô tư quá cũng không được. Tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Dạ. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì? Là ảnh là người ít nói. Dạ. Tức là ảnh rất thương, ảnh rất ấy. Nhưng mà tại vì ảnh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con lại.
Hiểu cô, hiểu ý cô. Dạ, dạ, tại vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Dạ. Cả đời người. Dạ. Nha. Dạ. Thay đổi nha. Dạ. Hơn có cái gì nói. Đừng im im, nghe chưa? Dạ. Rồi. Cảm ơn Giang với Hưng. Dạ. Đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ mời hai con tiếp tục đến với phần rất hấp dẫn nha. Dạ. Rồi. Dạ. À, đó, mình xong rồi đó. Cảm ơn. Là nãy bốc thầm đó. Dạ. Rồi, chào Giang với Hưng. Dạ rồi. Goodbye, goodbye. Cảm ơn.